ZeroSwap gần đây đã triển khai thành công một cầu nối multi-chain giữa Ethereum, Polygon và BSC, đồng thời ra mắt chương trình farming trên DeFi Exchange. Hôm nay các bạn hãy cùng Coin68 trải nghiệm sản phẩm mới và thử tham gia chương trình farming này nhé. Đầu tiên, các bạn có thể mua ZEE trên Uniswap bằng Ethereum, phí hiện tại tương đối rẻ. Nhưng mà nếu muốn tiết kiệm hơn, các bạn cũng có thể mua ZEE trên các sàn tập trung như Gaze hay MXC. Sau khi đăng nhập trên Uniswap và kiểm tra trạng thái network, mình sẽ tìm pair Ethereum và ZEE, nhập số lượng token muốn mua và sau đó bấm Swap. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tranh thủ click Add ZEE on MetaMask để số ZEE token vừa mua hiển thị trong ví MetaMask luôn nhé. Ok, chúng ta vừa mua được ZEE. Tiếp theo thì mình sẽ truy cập vào bridge.zeroswap.io, click vào Connect Wallet. Sau đó lượng ZEE sẽ hiển thị ở ngay bên dưới. Hiện tại, ví MetaMask của mình đang ở Ethereum Network. Với bridge này thì mình có thể chuyển ZEE sang mạng BSC hoặc Polygon. Mình sẽ ví dụ trên Polygon nhé. Sau khi chọn mạng muốn chuyển thì mình sẽ điền số ZEE cần chuyển, sau đó bấm Transfer và đợi một chút. Ok, hiện tại thì ZEE đã được chuyển từ mạng Ethereum sang Polygon. Bạn có thể chuyển trạng thái ví MetaMask thành Matic Network và thử chay ZEE trên QuickSwap. Sau khi đăng nhập vào QuickSwap thì mình sẽ chọn cặp ZEE và Matic. Sau đó swap một lượng ZEE để đổi lấy Matic. Ok, và hiện tại là mình đã có Matic. Như vậy, với công cụ ZeroSwap, mình đã chuyển đổi một lượng tài sản từ Ethereum Network sang sử dụng trên Polygon một cách khá là dễ dàng. Tiếp theo, trong phần 2 của video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn farming ZEE và DeFi trên DeFi Exchange. Đầu tiên, chúng ta cần đăng nhập vào DeFi Exchange và mua một ít DeFi token là DFYN. Sau đó các bạn điền số DeFi cần mua và bấm Swap. Sau khi mua được DeFi, các bạn vào tab Farm trên DeFi Exchange, chọn mục Dual Farms. Tại đây, bạn tiếp tục click vào nút Deposit tại pool DeFi ZEE. Tiếp theo thì bạn cần add LP vào pool. Để nhận được LP, bạn cần add DeFi và ZEE theo tỷ lệ nhất định. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Sau khi bấm Approve DeFi và ZEE, các bạn đã nhận được LP token.
deposit OP token, ký giao dịch và bạn đã thành công farming trên DeFin. Bạn nhớ F5 lại website để LP được add hiển thị lên nhé. Đây là nơi hiển thị số DeFin và ZEE bạn nhận được mỗi ngày. Ok, hiện mình đã nhận được DeFin và ZEE. Nếu bạn muốn giữ LP token farm tiếp, root DeFin và ZEE nhận được từ farming ra thì nhấn vào claim, sau đó approve transaction. Nếu bạn muốn ngừng farm và root cả LP token lẫn rewards, các bạn chọn phần withdrawal, sau đó approve.